Đây là cột thu phát, nơi chỗ cháu Hương con anh Toàn làm việc trên đồi Thiên Văn. Thank you.
Thế nên em mát không? Đồi đấy nó có của quân đội, nó cũng có núi nền, nó không núi không rộng như núi ở bên phía Quan Vũ. Tiếng ve kêu. Bây giờ nó thành khu du lịch, giờ nó chưa có người mấy đâu. Thấy mát mẻ không? Có. Ở đây tiếng ve không? Tiếng ve đó. Nó trung gian như con trưởng. Tiếng ve ve kêu mùa hè đấy. Nói thật là nó giống cái tiếng khoan bê tông. Thank you.
Hả? Ừ. Hai cái xe máy cũng được. Được, thế sao không được? Cũng mong thứ 8 ấy. Ừ. Về đẹp chưa? Đây là cảnh chân gấp lên trên đồi Thiên Văn. Toàn đấy. Nó bỏ cái tay xuống. Hả? Con út của bác Toàn hôm nay là cùng nên dự phần thưởng ở cơ quan tổ chức. Em đến rồi, đang ở đấy thì tí anh lên đấy xong anh lấy cầm tài liệu anh nộp tí nhỉ? Đang trong thang máy à? Vâng. Chưa, riêng em đến
xem được. Chú Sáu à? Ở trong mail về. Bây giờ chú ở đâu đấy? Con của Nguyễn Minh Tiệp, cháu Hạng Ngọc Quỳnh Trang, con của
Xin trân trọng cảm ơn.